Năm 2020 đã qua, một năm đầy sóng gió, dịch bệnh Covid lan tràn trên toàn thế giới đã khiến nền kinh tế thế giới phát triển chậm lại, người người gặp khó khăn. Nhưng Việt Nam chúng ta đã vượt qua khó khăn này và trở thành nước có chỉ số hạnh phúc và tăng trưởng cao nhất thế giới. I'm honored to be here and to make a speech in front of all the wonderful Toyotas in this region. Xin mời tất cả các quý vị, các quý và các bạn, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin mời tất cả các bạn.